Phùng Ngọc Huy chính thức hội ngộ con gái sau 8 năm xa cách. Sau chuyến bay dài, Phùng Ngọc Huy đã được ở bên cạnh bé La Vi. Sáng ngày 10 tháng 8, Phùng Ngọc Huy đã có mặt tại Việt Nam sau hành trình từ Mỹ trở về. Một người bạn thân thiết của cố diễn viên Mai Phương là người đến sân bay để đón Phùng Ngọc Huy. Sau 8 năm sinh sống nơi xứ người, cuối cùng Phùng Ngọc Huy cũng có cơ hội trở về quê hương và đặc biệt là gặp bé La Vi, con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương. Mới đây Phùng Ngọc Huy chia sẻ, khoảnh khắc nắm bàn tay bé nhỏ của nhóc Tì khiến khán giả xúc động. Một trong những mục đích nam ca sĩ trở về Việt Nam lần này là để sắp xếp đón bé La Vi sang Mỹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Phùng Ngọc Huy sẽ ở lại Việt Nam trong 3 tuần. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ cùng con gái sang Mỹ. Nhiều sao Việt như Xuân Lan, Ngọc Lan, Phương Thanh đồng loạt gửi lời chúc mừng và vỡ òa hạnh phúc vì màn gặp gỡ đặc biệt này. Cụ thể Xuân Lan chia sẻ, Cuối cùng sự chờ đợi đã được đành đáp xứng đáng. Hai ba con hạnh phúc bình yên. Phương Thanh cũng mong sự bình an và thuận lợi đến với Phùng Ngọc Huy trong hành trình sắp tới. Trước khi về Việt Nam, Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ kế hoạch đón con gái với Thúy Nga. Tôi cũng có những sự lo sợ vì mình là đàn ông, con bé La Vi lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên chắc chắn thời gian đầu Tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy tôi tin rằng khi sống chung, cha con sẽ hiểu nhau. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ sinh sống bằng việc ca hát và bán hàng online từ năm 2015. Hiện tại khi mọi thứ đã ổn định và sau biến cố Mai Phương qua đời, anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên con gái. Trong lúc chờ hoàn thiện các thủ tục, bé La Vi được bảo mẫu chăm sóc tại Việt Nam. Thời gian qua, Phùng Ngọc Huy và con gái thường xuyên gọi điện thoại để trò chuyện cùng nhau.